thưa quý vị báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết giữ vững và phục hồi sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp tại một số tỉnh thành phố trọng điểm công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2020, bảo đảm thu nhập việc làm cho người lao động, hoạt động chuỗi cung ứng hàng hóa và tốc độ tăng trưởng kinh tế các địa phương và của cả nước. Tuy nhiên theo bài viết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp, cần được chính quyền và các ngành chức năng sớm tháo gỡ để tạo điều kiện phát triển kinh tế mạnh hơn nữa trong những tháng cuối năm. Trước tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Nếu dừng mọi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ đứng trước bờ vực nguy hiểm. Thực tế cho thấy, bằng cách ứng dụng các nền tảng công nghệ số Make in Việt Nam trong quản trị, thì nhiều doanh nghiệp vẫn có thể duy trì hoạt động vận hành, hạn chế những tác động của dịch bệnh. Theo bài viết được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân, đây là thời điểm khó khăn Xong cũng là động lực để doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp, từ đó nhanh chóng thích ứng với những biến động của thị trường. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm đạt hơn 188 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng khá cao, nhất là xét trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Phản ánh về vấn đề này, báo Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài viết giải bài toán nhập khẩu tăng cao. Theo bài viết cần phải điều chỉnh về cơ cấu mặt hàng cũng như là thị trường nhập khẩu. Kết hợp với sự chủ động tăng cường năng lực trong nước, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ chủ động tìm được nguồn nguyên liệu và đồng thời tránh được sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, từ đó thì có hướng giải quyết các vấn đề thực tế đang đặt ra. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với nguyên tắc phân bổ vốn là đầu tư có trọng tâm trọng điểm bền vững. Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chính phủ cần có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện chương trình. Bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân nêu rõ, việc huy động đóng góp tự nguyện của người dân để đầu tư cho chương trình nhằm phát huy vai trò sự tham gia của người dân chủ thể của xây dựng nông thôn mới vào thực hiện chương trình. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay và dự báo là trong 5 năm tới sẽ tiếp tục khó khăn, mức huy động đóng góp cần phải được tính toán để bảo đảm là không tạo gánh nặng hay là áp lực cho người dân. Thưa quý vị, xung quanh nội dung thông cáo báo chí của Tổng cục Thuế vào ngày 12 tháng 8 vừa qua thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Và trao đổi ý kiến với báo Tuổi trẻ thì nhiều chuyên gia cho rằng là khác với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tức là thu trên thu nhập của người lao động. Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài như hiện nay thì phần lớn người làm công ăn lương đều bị ảnh hưởng thu nhập. Trong điều kiện bình thường, lực lượng này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước, nên khi nhóm đối tượng này gặp khó khăn vì sụt giảm thu nhập thì họ cũng cần phải được hỗ trợ. Đồng thời Tổng cục thuế cũng không thể nói giảm thuế thu nhập cá nhân sẽ rơi vào nhóm có thu nhập cao, bởi bất kỳ ai cũng gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài, chỉ là mức độ bị ảnh hưởng là khác nhau. Còn thông tin trên báo Thanh niên trong một cuộc họp mới đây thì lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các bệnh viện không chỉ tập trung cứu chữa bệnh nhân COVID-19 mà còn cần tiếp nhận khám và cấp cứu các bệnh khác. Cụ thể là các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và cấp cứu 24 trên 7, đặc biệt là vào ban đêm. Tuyệt đối không vì thủ tục hành chính mà làm chậm trễ việc cấp cứu, không được yêu cầu bệnh nhân phải có xét nghiệm test nhanh hoặc là PCR dương tính với COVID-19 thì mới tiếp nhận. Việc làm này thì nhằm hướng đến mục tiêu là giảm thấp tỷ lệ tử vong và không để bệnh nhân tử vong tại nhà do chậm trễ hoặc là từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc là từ chối tiếp nhận. Những trường hợp nào chậm trễ từ chối làm ảnh hưởng đến bệnh nhân sẽ bị xử lý theo quy định.